tôi xin được mời quý vị hãy cùng thưởng thức một mùa hạ vô cùng sôi nổi và đáng yêu qua một tác phẩm của nhạc sĩ Lê Hữu Hà được mang tên Vào Hạ với phần biểu diễn của ba siêu quậy đáng yêu của bảng A tiếng hát mãi xanh. Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh, cô Tạ Thị Trinh và chú Nguyễn Văn Tốt cùng vũ đoàn Hoàng Thông. Dối dàng để cùng nhỏ to câu chuyện nặng.